Taşıyabilir kanka. O ya testere, testere. Ủa dạ. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start with the refuge and the bodhicitta lines recitation. And while we are reciting the refuge and bodhicitta lines three times, we will all try all our best to hold the refuge, taking refuge to the Buddha as our spiritual mentor, teacher. Taking refuge to the Dhamma as an actual means and methods to be experienced, to be applied in our daily lives, and taking refuge to the Sangha as our spiritual friends. And we will go for refuge in three jewels. In order to free ourselves from the dukkha and the origins of dukkha, and also through that to help to support all living beings to be free from dukkha. And the origins of dukkha. We'll hold that refuge. And also, we will hold the mind of enlightenment, bodhicitta, the altruistic awakened mind, mind which genuinely, sincerely cares, concerns, well-beings. Of all living beings, that include ourselves, our loved ones, our family members, friends, colleagues, and also living beings, sentient beings, human beings that we have, difficulties. Nobody is excluded. Under that deep, genuine, sincere, concerns of their well-beings. And as I always say, here at the beginning of the gathering, reading those four lines three times, and holding the refuge and the bodhicitta as our main motivation is not just a ritual, it's not just a just custom, it is something to help us, help our minds to step by step, gradually to train these two mental states, minds that take refuge and bodhicitta to become part of our everyday way of thinking, way of experiencing the world that we interact, and the way of our life. Live with these two minds as a follower of the teachings of the Buddha, and also
within the teachings of the Buddha. Many of us follow the Bodhisattva in the teachings, Mahayana teachings. So because of following, we are following by our choice, our own choice, following the teachings of the Buddha, then if these two minds, refuge and bodhicitta, become a very much part of our everyday way of feeling, experiencing, thinking, and interacting, then our life will be, you know, very, very meaningful according to the teaching that Buddha had given and subsequent those great teachers, including, for example, His Holiness the Dalai Lama. So that is the reason we do this every time we come together. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, chúng ta bắt đầu với trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Và trong khi chúng ta trì tụng câu kệ này ba lần, tất cả chúng ta nên cố gắng để mà cố gắng cách tốt nhất có thể để giữ tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề. Đức Phật là như là vị thầy, là đấng chỉ đường, pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn về tâm linh. Và chúng ta quy y nơi Tam Bảo để mà cho chúng ta thoát khỏi từ dukkha hay là sự khổ và những nguồn gốc của sự khổ. Đồng thời, để mà chúng ta có thể giúp đỡ, hỗ trợ tất cả chúng sinh hữu tình được thoát khỏi khổ và nguồn gốc của sự khổ. Đồng thời, chúng ta cũng giữ tâm giác ngộ, đó là tâm Bồ Đề hay là tâm tỉnh thức vị tha. Một trạng thái tâm mà bận tâm, lo lắng, chân thật đến phúc lợi của tất cả chúng sinh. Và trong đó có bao gồm chính bản thân của mình, những người thương của mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Và đồng thời, nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Trong đó có những con người mà chúng ta gặp phải, đương đầu gặp phải những khó khăn. Như vậy, không có người nào hay chúng sinh nào bị loại trừ mà chúng ta bận tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh một cách chân thật. Và như Thầy luôn nói với chúng ta rằng là ở buổi lúc đầu của buổi pháp thoại thì chúng ta trì tụng ba lần để chúng ta giữ tâm quy y nơi Tam Bảo cũng như là khai triển tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu. Đây không phải là những gì mà chúng ta làm theo gọi là nghi quỹ hay là làm theo thông lệ, mà để giúp cho tâm của chúng ta từng bước một, từ từ chúng ta rèn luyện tâm của mình để hướng về sự quy y và tâm Bồ Đề, để trở thành một phần của lối suy nghĩ hàng ngày của chúng ta, lối mà chúng ta có thể trải nghiệm hay giao tiếp với thế giới bên ngoài, và đồng thời cũng để cho chúng ta sống cuộc đời của mình là những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Và trong số chúng ta, nhiều trong số chúng ta noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa hay là Đại Thừa. Và bởi vì chúng ta noi theo với lại cái sự chính, cái sự lựa chọn của mình, thì hai trạng thái tâm này nếu trở thành một phần của lối suy nghĩ của chúng ta, của lối chúng ta giao tiếp, thì kế đó cuộc sống của chúng ta sẽ mang lại nhiều ý nghĩa dựa theo giáo lý của Đức Phật, dựa theo những sự giảng dạy của những bậc thầy, ví dụ như là Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và đó là lý do mà chúng ta trì tụng đoạn kệ này.
Sanh ye che da so ye cha nama Sanh chang jo par do da ne ya so che da ge chen so ye be cho nama do la pen je sanh ye pro bara. Sāng ye chē tāng tsō ye chāng nā mā Chāng jō pā tō tāng ye jā sō chē Tā kē chēng sō ye bē tsō nā mā ye Dō lā pēng jē sāng ye rō mā rā Sāng ye chē tāng sō ye chō nā mā Chāng jō pā tō tāng ye jā sō chē Dā kē chēng sō ye bē chō nā mā ye Rō lā pēng jē sāng ye chō bā rā With the refuge and the bodhicitta as our main motivation to join this gathering, with these two amazing positive, the motivation, I will say the Buddha Amitabha mantra. While I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all hold from our heart, depth of our heart, very strongly and sincerely, loving kindness and great compassion. And this loving kindness and great compassion will express towards all living beings without any exceptions, without any exclusions. We'll share this sincere, genuine, loving kindness and great compassion initially upon ourselves, our loved ones, family members, friends, colleagues, and then gradually to extend towards all sentient beings, particularly living beings, human beings who are going through very difficult times due to the natural disasters or man-made disasters such as war, famine, and so forth. Will strongly feel that our expression, genuine expression of loving kindness and great compassion, reach all sentient beings. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự nghe pháp thoại ngày hôm nay. Và với động cơ tuyệt vời này thì chúng ta bây giờ hãy cùng trì tụng với thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ từ tận đáy lòng của mình một lòng từ ái, bi mẫn hay là lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh hữu tình mà không có sự ngoại lệ nào, không có sự loại trừ nào. Chúng ta hãy chia sẻ lòng từ ái và lòng đại bi này trước tiên là với bản thân của mình, kế đến đối với những người thương của mình, đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh.
cụ thể rằng là những chúng sinh hay những con người đang trải qua những thời gian thật là khó khăn do thiên tai hay do những thảm họa do con người tạo ra, ví dụ như chiến tranh, nạn đói. Chúng ta hãy cảm thấy rằng là sự bày tỏ về lòng từ ái và lòng đại bi này dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh.
Oh, yeah. It is extremely helpful every now and then to remind ourselves, to remind ourselves how how fortunate that we are having, got this opportunity to learn, some of the amazing, the teachings that are given by many great teachers for long period of time, thousands of years. And the teachings that really, have the ability to shape our, the what you call the way of thinking, our mentality, and our same time, our mind has the ability to change, to change. And that kind of, what you call the recognition, understanding is extremely helpful. Once we Because many of us, at this stage, we are just, we haven't really fully realized how fortunate that we are, having this human existence, and not just this human existence, but also for some reasons, we encounter those these great teachings and these great teachers. And ourselves, current at right here and now, healthy, physically, mentally, and if we really put effort, not to take for granted, or in as in another way to put not to waste it, this great opportunity. In English there is expression, this life can be very much turning point from an enlightened being to enlightened being. So therefore, the really it doesn't need that much detailed explanation how fortunate, how lucky that we are right here and now.
You know, if that realization becomes very, very, what you call the, if we are fully convinced that is the case, then we will grasp the opportunity. We will not waste the opportunity. So every now and then, to remind ourselves. Traditionally, there are recitations. Some recitations, goes from beginning to the full, stages to all the way up to full enlightenment. Saying how fortunate I was born as a human being, have these amazing opportunities, so on and so forth. And that is the one way traditionally, through recitation that reminds. But many of us, many particularly, maybe some of you may know those recitations, but not necessarily need recitations to use the mindfulness. Be mindful. This is the case. This is the case. Then, every moment, every second, every hour, we will see a very, very, what you call precious moment, precious hour, precious day. Once we realize that, then we will not waste. We will not waste the moment, the hour, the day, the week, the month. We will not waste. We will take the opportunities. So that is something very, very useful to do that. Điều vô cùng hữu ích là cho chúng ta thỉnh thoảng hãy nhắc nhở với chính mình là mình đang may mắn như thế nào, đang có cơ hội để được tu học từ những giáo lý, một số những giáo lý thật là tuyệt diệu mà đã được giảng dạy bởi rất là nhiều những bậc đại sư cho một thời gian rất là lâu dài. Thầy nói rằng là cả hàng ngàn năm nay. Và đồng thời, những giáo lý này có khả năng để mà uốn nắn cái trạng thái tâm của chúng ta. Cùng một lúc, tâm của chúng ta có khả năng để mà được chuyển hóa, được thay đổi. Cái sự nhận định, nhận ra hay là thấu hiểu những điều như vậy thì thật là giúp ích cho chúng ta. Nhiều trong số chúng ta ở giai đoạn này, chúng ta chưa có hẳn là nhận ra là mình may mắn đến bao nhiêu đang có hiện hữu là thân người. Không những là chúng ta chỉ hiện hữu mang thân người, mà vì một số lý do nào đó, chúng ta có cơ duyên để gặp được những giáo lý thật là tuyệt vời, thật là hay và những bậc đại sư. Và chúng ta hiện tại và ngay bây giờ về mặt thể chất lẫn tinh thần, nếu chúng ta thật sự mà dồn hết đem đến nỗ lực mà không có mà chỉ xem là chuyện đương nhiên, hay là nói một cách khác là chúng ta không có bỏ phí cơ hội mà mình có, thì thầy muốn chia sẻ với chúng ta một câu mà trong cái tiếng Anh thì cái chuyển dịch là như thế này: cuộc đời này có thể là một cái điểm mà nó cái điểm mà điểm xoáy, hay là cái điểm mà quay, là từ một người hay một chúng sinh chưa giác ngộ mà cái điểm này nó trở thành một chúng sinh giác ngộ. Trong ở đây
cái câu nói này nó rất là rõ ràng rằng là đây là cái điểm để mà chúng ta có thể chuyển đổi từ một người, một chúng sinh chưa giác ngộ trở thành một đấng giác ngộ. Điều này chúng ta không cần giải thích nhiều để mà biết được là chúng ta đang may mắn hiện tại và ngay bây giờ đến mức nào. Nếu chúng ta thật sự được thuyết phục rằng là đó là cái điều như vậy, thì chúng ta sẽ nắm bắt cơ hội và chúng ta sẽ không có bỏ phí cơ hội chúng ta có. Và như vậy, mỗi thỉnh thoảng chúng ta hãy nên nhắc nhở mình. Theo truyền thống thì thầy có chia sẻ rằng là có những câu kệ để mà trì tụng, để mà chúng ta nhớ về cái sự may mắn mang thân người. Trong cái đoạn những cái đoạn kệ này có mô tả rằng là ở bước đầu được mang thân người và cái sự tu tập, cái may mắn được gặp những gì cho đến mô tả đến khi mà giác ngộ. Thì đây là những cái sự trì tụng mà có thể một trong vài trong số quý vị đã biết được, nhưng mà chúng ta cũng không cần thiết phải trì tụng những câu kệ này. Chúng ta hãy chỉ dùng tâm chánh niệm, chúng ta dùng tâm chánh niệm để biết rằng là chúng ta may mắn bao nhiêu. Và như vậy, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc mà trôi qua đều là mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi ngày quý giá. Và một khi chúng ta nhận được điều này, chúng ta sẽ không uổng phí những ngày, những giờ, những phút hay thậm chí là những giây mà chúng ta có. Và như vậy, điều này hữu ích để mà cho chúng ta nhận ra. And the question is, once I realize, realize I have this great opportunity, I'm very fortunate to have these, facilities, then the next thing we may ask, what should I do? And the basic thing is, without any, the particular religious sort of input, the basic thing is, as a human beings, very consciously, very deliberately, try to live our life. Try to live our life in a minimum, very deliberately, intentionally, not cause harm to others. Others' lives, others' properties, others' minds, in a minimum. That is also not by chance or due to the culture element, but very intentionally, minimum, not to cause direct, intentionally, not to cause harm to living beings, whoever that might be. If there's a possible, if there's a chance, very intentionally, very deliberately try to help others. When I say others, it might be just one living being, one human being. That might be one's own family members. That might be strangers on the street. That might be a person that we have a disagreement. And that is really something which we they try to live our life after when we realize every day, every month is great opportunity not to be wasted. That's the bottom line.
as some of you have heard from His Holiness the Dalai Lama and many other great teachers. And I have also tried to share with you, morning when we woke up, before doing anything, just spend few minutes, set our motivation, how we are going to live that day. And the first thing, sometimes we set our motivation in a very high level, like saying to attain enlightenment as a Buddhist, or as a particularly within the Buddhist Mahayana Buddhist practitioner, for the sake of all living beings to attain enlightenment, we may set very, very high bar. That is good. But sometimes that become very much like a habit, just very verbally, not necessarily from the heart. Because now I'm living in Dharamsala, and the place where I'm living is not very far from His Holiness Dalai Lama's main temple. Just actually is less than 3 4 minutes walk. So I hold that opportunity. So every morning, I go for sacrament oblation, and while about sort of 45 50 minutes circumambulating, while circumambulating, I say some of my morning prayers. And some of you know this morning prayers. One set is called Guru Puja Lama Chöpa, and the half later part is very much gradual path to enlightenment. Verse by verse by verse, go through different stages. And there is a one verse in the middle of that section, and that verse is part of the mind training. There are three or four verses very much related to the mind training. Sorry, if first you can translate that, maybe. Vậy câu hỏi được đặt ra là một khi chính bản thân của mình mà nhận ra rằng là mình có cái cơ hội thật là lớn lao như vậy, mình có đầy đủ những thuận duyên như vậy, thì mình nên làm những gì? Và câu trả lời của thầy nói rằng là nếu mà không nói những điều mà có liên quan đến một tôn giáo cụ thể nào đó, thì cái nền căn bản ở đây là chúng ta hãy ý thức, chúng ta hãy cố gắng một cách có chủ đích rằng là ở trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, tối thiểu rằng là chúng ta không gây tổn hại đến những chúng sinh khác, không gây tổn hại đến mạng sống của họ, đến của cải của họ, đến tâm của họ. Và không phải là chúng ta làm những điều này vì do tập tục văn hóa, nhưng mà chúng ta chủ yếu chúng ta dấn thân để mà tránh không gây tổn thương đến tất cả những chúng sinh khác. Và nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ chủ đích để mà cố gắng giúp đỡ họ. Khi thầy nói giúp đỡ họ ở đây có thể là chỉ là một chúng sinh, thậm chí là có thể là một thành viên trong gia đình, một người lạ ở trên đường, hay là những người mà chúng ta có những điểm bất đồng. Và chúng ta cố gắng sống cuộc đời như vậy, mỗi từng ngày, tháng, năm trôi qua, và chúng ta lấy đây là cái cơ hội không để uổng phí. Đó là cái điều chủ yếu mà chúng ta nên làm. Chúng ta có thể nghe
từ Đức Đạt Lai Lạt Ma và những bậc thầy khác, hay từ những gì mà thầy đã chia sẻ với chúng ta. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, chúng ta hãy tự tạo động cơ cho ngài để làm sao chúng ta sống cái một ngày hôm đó. Đôi khi chúng ta tạo động cơ nó ở trong cái mức tầng cao, ví dụ như chúng ta nói là chúng ta mong ước để đạt được giác ngộ, hay là những người noi theo giáo lý của Đại Thừa, chúng ta có thể nói rằng là chúng ta muốn làm vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình. Điều này thầy nói rằng cũng tốt, là cũng đều là thật tốt, nhưng đôi khi đó chỉ là chúng ta chỉ là nói bằng lời nói mà không nói từ ở trong tim, từ trong trong đáy lòng của mình. Bây giờ thầy đang sống ở Dharamsala, như quý vị biết thì nơi của thầy ở chỉ là đi bộ 3-4 phút là đã đến chùa chính Tây Tạng của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và như vậy thầy cũng nắm bắt cái cơ hội này, mỗi buổi sáng thầy đi nhiễu vòng quanh ở ngay chùa chính của Tây Tạng mà của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Như quý vị biết là có cái đường đi bộ nhiễu vòng quanh cái khu đó, thì thầy đi bộ khoảng 45 đến 50 phút, và trong khi đó thầy trì tụng Guru Puja hay là cúng dường bổn sư, và cũng trì tụng thầy chia sẻ rằng là cũng về giáo lý, những bước từng đi đến giác ngộ và có những giai đoạn khác nhau, và trong đó có 3 hay 4 đoạn kệ nói về sự luyện tâm, và thầy đang chia sẻ với chúng ta một đoạn kệ ở trong đó. Said that verse in Tibetan first. Tena chizun lama tujichen. Tena, that means therefore in Tibetan. Tena, that means therefore. So what does mean therefore? Previous, I think, two verses, particularly the immediate previous immediate verse, the is. Saying, the self-centered mind is source of all the misfortunes. The mind caring, cherishing other living beings is the source of all the happiness. And therefore, because of the differences between these two minds, self-centered mind and mind cherishing others, the result is very different. I want to, practice exchanging oneself with others. That means exchanging oneself with others in the sense I want to change my mind, my current mind. Very much self-centered attitude, change that mind into mind cherishing or caring others. So that is the immediate verse. Then it says, bless me, my guru. So that is the immediate verse. And then the verse, what I'm quoting now, saying, therefore, because that is the case, therefore, tena, jizun lama tujichen. That means, most venerable, compassionate teacher or guru, tena jizun lama tujichen. Then the second line, mangyur, mangyur. That means, being my mother, mangyur dove dikdip dungekun. All the sufferings of the living beings who have been my mother, manjur tuve dikdip dungekun, sufferings and also the afflictions, all these of the mother living beings, manjur tuve dikdip dungekun, malu, that is the third line. Malu means without any exception.
without any remaining malu tada. Tada means right here and now. Malu tada. Dagla means to me or upon me. Mimbatang, wrapping upon me. So in other words, Malu tada dagla mimbatang. Mimba in literally it means wrapping. In other words, in a wrapping upon me, upon myself, all the sufferings, all the misfortunes of, you know, the mother sentient beings, you know, the Malutada Dala Mimbata. Then the next line, Dage Dige. Dage means, you know, all the virtues, all the wholesome. Dage dige shen la tangwe, given to others, you know, share to others. Tena chizu lang manju dhruvi di malu tada tala mewa, dage dige shen la tangwe. Dhruvi yun te tang tenpar chingi lo, you know, bless me, bless my mental continuum, that all living beings to have, you know, the happiness and causes of happiness. So that is the verse. And while in the morning I do the circumambulation, at the, as I said earlier, and you know, the other morning I was reciting that, and traditionally that verse is recited three times, you know. Then one time it, you know, it hits me one morning when I was reading. Hits me in the sense, you know, I say verbally that, am I really ready? Let alone all mother sentient beings, but just one living being, one living stranger in her beings suffering. If that's all his or her suffering wrapping up on myself, am I ready to, you know, ready to accept this? And it is clear, not. No. Even too difficult to bear my own, you know, the discomfort, those small discomforts, you know, let alone all the difficulties of the living beings to take it upon myself. Very, very difficult, isn't it? Very, very difficult. But so my point, what I'm saying is, sometimes we try to set our motivation very high bar, but just part of like a very much ritual, not thinking too much. So we need to train our mind. Try to train our mind from the, you know, from the basic, from the very basic level. And that's what I'm saying. In the morning, when we set our motivation, you know, set the motivation, that's something we can do. Then of course we can set according to the Buddhist refuge, and within the Buddhist bodhicitta, all these can, you know, we can set as our main motivation. But you know, something, what you call, sincerely, genuinely, that we can do in our daily lives. That is what we need to start the motivation. So as a human being, once we realize we are very fortunate, have all these amazing, you know, facilities, conditions, something that we really turn, you know, turning point, that we are right here now, from the unenlightened to enlightened. And now
It is, you know, then we what we once we realize that, then we need to set our training from the something that we can do right here and now. Although, as I mentioned, the meaning of that verse, it is very, you know, inspiring, very, very, you know, admirable. But right here and now, as I said, you know, I can't bear to take one living being suffering, let alone all living suffering upon me. But I can do, you know, deliberately, intentionally, not to harm other living beings. That I can do. And I can do something to help others. Can be very small, just one support, one living being. That kind of mind, training ourselves is very, very useful, helpful. Then we can what? Yeah, anyway, yeah. Thầy vẫn đang nói đây là ở đoạn kệ của những bước từng thứ lớp để đi đến giác ngộ, và ở trong đây cái sự luyện tâm mà vẫn ở trong cúng dường bổn sư. Nếu quý vị có kinh cúng dường bổn sư mà chúng ta đã thường trì tụng, thì ở đây chúng con thấy được là ở trang 90 trong cái phần nhận và cho, thì đoạn kệ này trước khi vào đoạn kệ này mà thầy giảng cho chúng ta, thì thầy, bởi vì cái đoạn kệ này nó bắt đầu bằng chữ tena, đó là do đó, thì nó tất nhiên từ cái một cái đoạn kệ trước, thành ra chúng ta mới có ở do đó. Thì từ cái đoạn kệ trước nói rằng cái bởi vì yêu tự ngã mình chính là cửa ngõ đến mọi đau khổ, trong khi yêu mến chúng sinh mẹ là căn bản của mọi đức hạnh, chúng con xin được hộ trì của Ngài để làm cốt lõi tu tập pháp môn Du Già chuyển hóa tâm đổi ta cho người. Thì cái đoạn kệ này nói rằng là tâm ái trọng bản thân là nguồn gốc của tất cả những sự thiếu may mắn, và tâm bận tâm cho phúc lợi của chúng sinh là nguồn cội của tất cả những sự an lạc hạnh phúc. Do đó thì giữa giữa cái ái trọng bản thân và giữa tâm vì phúc lợi của chúng sinh thật là khác nhau, và do đó con xin được đổi vị trí của con đối với vị trí của những chúng sinh khác. Và ở đây khi chúng ta nói đến là đổi vị trí, ở đây là chúng ta muốn đổi về cái tâm hay cái thái độ mà ái trọng bản thân đó qua cái tâm hay cái thái độ mà quan tâm, bận tâm đến phúc lợi của chúng sinh. Và bây giờ là cái đoạn kệ mà thầy muốn cho chúng ta biết. Đoạn kệ này là nhận và cho một lần nữa ở trang 90, đoạn kệ 95 nói rằng: và hành trì như thế, hỡi đấng bổn sư từ bi, chúng con xin được hộ trì của Ngài. Và dòng nhì nói: để chúng con thay cho tất cả chúng sinh mẹ không trừ một ai, gánh trả cho họ tất cả nghiệp nợ, chướng ngại và khổ đau ngay tức khắc trên chúng con, và để chúng con có thể mang phúc lạc và công đức của mình cho người khác. Và như vậy dòng đầu nói là hỡi đấng bổn sư từ bi, và xin cho tất cả những sự khổ đau của tất cả chúng sinh đã từng là mẹ của con để được trổ quả, giống như là được chín mùi và trổ quả ở trên chính con. Con sẽ nhận lại đến tất cả những đau khổ, những chướng ngại, những nghiệp nợ của họ. Và con lại đem tất cả những thiện đức mà mình đang có để mà mang đến cho tất cả. Và xin bổn sư hãy hộ trì cho con để làm thực hiện được những điều như vậy. Thì mỗi buổi sáng như thầy vừa chia sẻ với chúng ta là thầy đi nhiễu vòng quanh trên ở chùa chính của Tây Tạng. Thì
thầy trì tụng đoạn kệ này 3 lần. Và có một ngày khi thầy vừa mới trì tụng một lần thì thầy mới nhận ra một điều rằng là trong khi mà thầy trì tụng bằng lời nói nhưng mà với những cái ý nghĩa của đoạn kệ này thì nếu mà để đem mà làm vơi đi cái nỗi đau khổ của một chúng sinh chứ đừng có nói là sẽ đem tất cả những nghiệp nợ chướng ngại và khổ đau của tất cả chúng sinh mà chín mùi mà trổ quả ở trên bản thân, thì thầy có thật sự sẵn sàng để mà chấp nhận cái sự trổ quả, cái gánh nợ cho họ tất cả chúng sinh được được không? Và điều này thật là rõ ràng là không. Thật là khó để mà ngay cả chính cho cái sự không thoải mái cho bản thân của mình mà chúng ta cũng khó mà kham được, chứ đừng có nói là sự đau khổ của tất cả chúng sinh mà để chúng ta gánh nợ để mà chúng ta có thể trổ quả trên chúng mình. Điều này thật là khó. Thầy hỏi chúng ta rằng có phải như vậy hay không? Điểm ở đây thầy muốn nói rằng đôi khi chúng ta tạo cho một cái động cơ, một cái nói thì thật là cao, nhưng mà chúng ta nói mà chúng ta không có nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta hãy cố gắng để luyện luyện tâm của mình từ ở cái mức từ mà căn bản nhất, như thầy nói buổi sáng chúng ta hãy tạo động cơ những gì chúng ta có thể làm trong ngày đó. Lẽ dĩ nhiên chúng ta cũng tạo động cơ để mà quy y, để mà khai triển tâm Bồ đề. Nhưng và đó, chúng ta hãy tạo một cái động cơ gì mà chúng ta có thật sự chân thật có thể làm trong ngày hôm đó. Là con người, một khi chúng ta nhận ra rằng là mình thật là may mắn và mình có đầy đủ những thuận duyên, và để mà có là bước ngoặt như thầy đã mô tả trước đây, bước ngoặt để chúng ta có thể chuyển đổi từ một người chưa giác ngộ đến một đấng giác ngộ. Và như vậy, mặc dù là ý nghĩa của đoạn kệ mà chúng ta vừa mới được nghe thật là đáng ngưỡng mộ, nhưng ở đây và ngay bây giờ chúng ta chưa có thể nào chịu đựng nổi sự khổ của một chúng sinh mà chúng ta có thể gánh, chứ đừng nói là tất cả chúng sinh. Và thay vì đó, nhưng mà hiện giờ chúng ta có thể rằng là chúng ta có thể chủ yếu để không hãm hại những người khác. Điều đó chúng ta có thể làm được. Và khi có thể, có cơ hội, chúng ta có thể giúp đỡ những người khác, cho dù đó chỉ là một chúng sinh. Và đó là cái sự luyện tâm của mình. Oh yeah. So today I talk a lot on the part of the setting our motivation, how it is important. And anyway, now we will start our main topic. Our main topic is still we are trying to try to understand out of the three or four noble truths. The first noble truth of dukkha. And last Saturday, I started saying, there are several misunderstanding or misperception, the wrong perception that we hold regarding to the dukkha, regarding to the dukkha. As Buddha clearly stated, when he we saw in the sutra, dukkha should be fully understood, should be fully understood after the list. When Buddha, after the long list of dukkha, then Buddha said, the historical Buddha said, this dukkha should be fully understood. Now, that clearly indicates, we have misperception, misunderstanding, or unable to understand the dukkha as a dukkha fully and completely. And last Saturday, I mainly spent my explanation on that.
on that. So have a big, so have a short summary. Though we as human beings, we understand many layers of dukkha as a dukkha, but there are certain layers of dukkha we don't understand as a dukkha. Instead, we may perceive, we may think, we may, what you call the yearn to, as a not as a dukkha, as a some kind of, something desirable to have. To have more there are that levels of dukkha. And this which I explained, I will not repeat that again. Now the summary, another, what does last Saturday I said, at that levels of dukkha, to understand as a dukkha, then we need to use rational analysis, very much, the reasoning is needed. And now here, one of the main reasons used by these great Buddhist teachers, is this, whatever is, no matter how beautiful, no matter how attractive, no matter how valuable, as long as that is result of affliction and actions motivated by those affliction, then that thing, whatever material thing or mentally some kind of, the wish to have, that thing should be seen as a dukkha, because that thing or that whatever that might be, that is the result of afflictions and actions or karma motivated by affliction. That reason is very, very important. That reason is very important. So that's what we had discussion last Saturday. And today, Hôm nay thầy chia sẻ chúng ta hơi nhiều về động cơ, và bây giờ là vào phần chính, đó là chủ đề mà chúng ta đang được tu học, đó là về tứ diệu đế. Và chúng ta đang được tu học đế thứ nhất, đó là khổ đế. Và thứ bảy tuần rồi thầy có chia sẻ với chúng ta rằng là có một số những hiểu biết sai lầm mà chúng ta có về sự khổ. Và sau khi mà Đức Phật đã liệt kê cho chúng ta về những sự khổ thì Đức Phật đã nói ở trong kinh một cách rõ ràng rằng đây là thánh đế về khổ cần phải liễu tri hay cần phải được hiểu một cách trọn vẹn. Và điều này rõ ràng là nói với chúng ta rằng là chúng ta không chưa có khả năng để mà hiểu về khổ là khổ một cách trọn vẹn và hoàn toàn. Và thứ bảy tuần rồi thầy giải thích cho chúng ta về những điều này. Và cái điều thứ nhất đó là thầy giảng về là thân người chúng ta có những cái mức tầng của khổ mà chúng ta biết đó là khổ, nhưng mà có những mức tầng của khổ mà chúng ta không nhận ra, không hiểu đó là khổ, mà thay vì đó chúng ta lại muốn chúng ta lại khát khao và xem đó là những gì mà chúng ta mong muốn để có được hay là có nhiều hơn. Và thầy cũng đã giải thích cho chúng ta rằng để hiểu về mức độ của loại khổ này thì chúng ta cần có suy luận, cần có lý luận. Và một trong một cái loại khổ khác mà thầy chia sẻ đó là về mà tất cả những bậc đại sư đã nói rằng là bất kỳ hay là cho dù là những sự việc hay những sự kiện nào mà có ý nghĩa đến bao nhiêu, có hấp dẫn đến bao nhiêu,
có giá trị với chúng ta đến bao nhiêu. Khi nào mà những điều đó, những sự việc và sự kiện đó mà là kết quả của những vọng tưởng hay phiền não và của những nghiệp hay là những hành vi tác ý hay là những hành vi mà được tạo ra bởi những vọng tưởng, những phiền não đó thì đều là sự khổ. Cho dù đó là về mặt vật chất hay về mặt tâm ý, những cái sự ước muốn về phần tâm ý của chúng ta thì tất cả những sự việc hay sự kiện đó nên được gọi đó là sự khổ. Now, the second very commonly that we hold misperception is the things and events that we have or that we wish to have. Including this physical body, this life, that we have a, this misperception of something going to last, going to last, something going to stay at least for few decades, few. We have that kind of expectation. We have that kind of perception. In reality, the things and events that we have, physically or mentally, that we wish to have, all these things and events are impermanent. Impermanent. But we don't perceive in that way. We don't think in that way. We don't treat in that way. Though when we have, when we were asked, is this book permanent? Or impermanent, we may answer it is impermanent. But that is, the what we commonly how we react when but we don't in deep down, there's this strong, deep-rooted misperception. That things and events have that kind of ability to last, but in reality, they all are impermanent. They all are subject to change. Not only subject to change for some time in the future. All are changing momentarily. They are not staying static. But we don't perceive in that way. And that is very common misperception. And due to that misperception, then we look at things in certain levels, certain categories of things and events as a, some kind of, the what you call the, we don't perceive as a dukkha. Instead of dukkha, we perceive the opposite. And that is, and not only that, that wrong misperception, wrong perception triggers, to what you call the have a to rise attachment, to rise anger,
But that is and slightly has a connection, but it is not the main, this one, this last point is not the main point. The main point is really try to understand, the nature of impermanence of the things and events. So Yes. the point here, the reasoning, one of the many reasonings that we can use, the one of the commonly used reason is, because all these things and events that we have here that we like to have our wish and all those things and events are impermanent because they are result of causes and conditions. They are the result of causes and conditions. Therefore, they are impermanent. Coming to being due to the cause, if something is coming into existence is due to the causes condition, then that thing must be impermanent. So sometimes that, the logical thinking is extremely helpful. So the point here, like the previous point here is every now and then to remind ourselves, to recall all these things and events that we have, that we would like to have, or that we want to push back. All these are impermanent. If we are able to think that way, able to see that way, perceive that way, then, what you call the, we are able to see the true nature of all those things and events. There's a less misperceptions, on things and events. Và điều thứ nhì mà chúng ta thường có cái khái niệm sai lầm về sự khổ, rằng là những sự việc và những sự kiện hay mọi pháp mà chúng ta có hay chúng ta mong muốn để có được, trong đó bao gồm cái thân này, bao gồm cái mạng sống này, cái kiếp sống này, chúng ta có khái niệm rằng là tất cả mọi sự việc và sự kiện nó đều dài lâu, nó đều dài lâu, mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ kéo dài ít nhất cũng vài thập niên. Như vậy chúng ta có cái khái niệm sai lầm như vậy. Trong thực tại, thầy nói rằng là tất cả mọi sự việc và sự kiện mà chúng ta đang có hay chúng ta mong muốn để có, tất cả mọi sự việc và sự kiện đều là vô thường. Nhưng chúng ta không có nhìn nhận như vậy, chúng ta không có nghĩ hay chúng ta không có đối xử với mọi sự việc và sự kiện như vậy. Mặc dù là khi mà nếu chúng ta được ai đó hỏi mà chúng ta, như thầy ví dụ là cái cuốn sách này có là trường tồn hay là vô thường, thì chúng ta có thể trả lời rằng là à, cái cuốn sách đó là vô thường. Đó là cái câu trả lời thông thường chúng ta có. Nhưng mà từ ở trong trong sâu thì có cái khái niệm mà nó đã ăn sâu vào chúng ta, có cái khái niệm một cách sai lầm rằng sự việc và sự kiện nó sẽ kéo dài, nó sẽ là trường tồn, mà trên thực tế tất cả mọi pháp đều là vô thường. Tất cả mọi pháp đều có thể được hay bị thay đổi. Không những chỉ thay đổi ở trong tương lai
mà thay đổi mỗi từng sát na một, mỗi từng khoảnh khắc một. Tất cả mọi pháp không có đứng yên, nhưng chúng ta không có trực nhận, không có thấy như vậy, chúng ta có những khái niệm sai lầm. Và do vì có khái niệm sai lầm mà chúng ta thấy có một số những điều nào đó, những sự kiện nào đó, chúng ta không thấy đó là sự khổ, mà thay vì đó, thay vì thấy là sự khổ, chúng ta lại thấy một cách ngược lại. Và đó là cái khái niệm sai lầm. Và từ cái khái niệm sai lầm, nó khởi lên cho chúng ta cái sự dính mắc, cái sự tham ái, hay nó cũng khởi lên cho chúng ta một cái sự sân hận, giận dữ. Và đó là cái, thầy nói cái kết nối mà không phải là điểm chủ yếu. Điểm chủ yếu ở đây thầy muốn chia sẻ đó là chúng ta hãy cố gắng để hiểu được về bản chất vô thường của mọi pháp, của mọi sự việc và sự kiện. Và một trong những lý luận, suy luận mà chúng ta có thể dùng đó là bởi vì tất cả mọi sự việc và sự kiện chúng ta đang có ở đây và ngay bây giờ, hay là những sự việc và sự kiện mà chúng ta mong muốn để có, bởi vì chúng là kết quả của những nhân và duyên, do đó chúng đều là vô thường. Tất cả mọi pháp, mọi sự việc, sự kiện mà nó tụ hội mà để trở thành hiện hữu, nếu mà nó được hợp lại tụ thành do nhân và duyên thì tất cả pháp đó là vô thường. Và đây là cái lý luận để mà chúng ta logic để mà chúng ta có thể suy luận. Điểm ở đây rằng là thầy muốn nói rằng là thỉnh thoảng chúng ta hãy nhớ lại tất cả những điều mà chúng ta đang có và những điều mà chúng ta mong muốn để có, hay những điều mà chúng ta muốn đẩy đi. Tất cả mọi pháp đều là vô thường. Nếu chúng ta có khả năng để nghĩ, để nhìn nhận, để trực nhận về cái phương cách như vậy, thì chúng ta có khả năng để nhìn thấy bản chất chân thật của mọi pháp, và như vậy chúng ta sẽ giảm thiểu đi về những cái khái niệm sai lầm mà chúng ta đang có. So the two commonly misperceptions that we hold so far that we share we discuss with regard to the First Noble Truth. The first misconception or the misperception is misperceiving or the unable to see the dukkha as a dukkha fully and completely. That is the first misperception. Second misperception is unable to see the nature of impermanence as a impermanence. Those are the two that we have shared. But there's another one. I think we don't have that much time today to go that detail, which I will discuss next Saturday. We are going to discuss with regard to the First Noble Truth, the misperception or wrong perception that we have commonly. And due to this misperception, then we are in a circling in this birth, aging, sickness, and death. That is what here we need to understand. And as last Saturday and today, it is good to, at certain level, it is good to use reasoning, not just accept what Buddha said, what the teachers have said. Use our own rational mind to understand, such as nature of impermanence, such as nature of dukkha. I mean, I found this very, very helpful to understand nature of dukkha. The reason is because
These are the result of affliction and, karma created by the, motivated by the affliction. That reasoning is extremely powerful reasoning. No matter how beautiful, no matter how nice, no matter how precious, no matter as long as that thing is result of affliction and karma, then that thing, one way or another, immediately or long term, that will bring dukkha. Very powerful reasoning. So it is sometimes good to not just accept the teachers have said, but use our own rational mind, our own analytical mind. Oh yeah. After the translation, then we'll say the 21 Thara prayers, long life and dedication. Như vậy, cho đến bây giờ thì chúng ta đã được nghe thầy giảng về hai khái niệm sai lầm mà phổ thông mà chúng ta mắc phải với liên hệ với về khổ đế hay là diệu đế thứ nhất. Cái khái niệm sai lầm đầu tiên chúng ta có đó là chúng ta không có khả năng để thấy được là khổ một cách trọn vẹn và hoàn toàn. Và cái sai lầm thứ hai mà chúng ta có đó là chúng ta không thấy được bản chất vô thường là vô thường. Thầy sẽ giảng cho chúng ta những cái khái niệm sai lầm khác, một khái niệm sai lầm khác mà chúng ta mắc phải nữa, nhưng mà đó sẽ cho thứ bảy tuần sau. Như vậy, với khổ đế hay là diệu đế thứ nhất thì những khái niệm sai lầm chúng ta có bởi vì những khái niệm sai lầm này mà chúng ta phải đi vòng vòng ở trong vòng luân hồi sinh tử, từ sanh, già, bệnh và chết. Đó là những gì mà chúng ta cần phải hiểu. Những bài giảng mà thầy vừa giảng cho chúng ta hồi thứ bảy tuần trước và tuần này, ở một bức tường nào đó thầy nói rằng là điều thật tốt nếu chúng ta có thể dùng những cái lý luận để mà suy luận ra cho chính mình, không chỉ là chúng ta chỉ nói đó là vì Đức Phật nói hay vì những bậc thầy đã giảng cho chúng ta, mà chúng ta hãy dùng những cái lý luận riêng của chính mình để mà thấy được bản chất của sự vô thường và bản chất của sự khổ. Thầy thấy rằng cái sự suy nghĩ như vậy, suy luận như vậy thật là giúp ích để mà cho chúng ta hiểu. Ví dụ như khi chúng ta nói về bản chất của sự khổ thì chúng ta lý luận như ra vậy. Bởi vì sự khổ, nếu những các pháp mà là kết quả của những vọng tưởng và của những nghiệp mà bị tạo nên bởi những vọng tưởng thì điều đó là sự khổ. Đây là một cái mệnh đề rất là mạnh mẽ, một cái lý luận thật là mạnh mẽ để cho chúng ta biết là cho dù những sự việc và sự kiện nó đẹp đẽ, nó thu hút đến bao nhiêu, nhưng nếu nó là kết quả của những vọng tưởng và của nghiệp tạo nên bởi những vọng tưởng thì nó có thể đem lại cho chúng ta đau khổ hiện thời, ngay tức thì hay là về lâu, về dài. Và như vậy, đôi khi chúng ta không nên chỉ là chấp nhận những lời của Đức Phật nói hay của bậc thầy nói, mà chúng ta hãy dùng cái tâm phân tích, cái tâm lý luận của mình để mà hiểu thấu được. Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ tán thán 21 vị độ mẫu cũng như hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Lạc Lạc Ma. Sorry, Kensuru Buche, for some Yes. reason, the 21 Tara is not here right today. Okay, so then we will Sorry. say the dedication and long life prayer. Thank you.
Oh yeah. Thank you, everyone. Thank you. Thank you And very much. thank you, Rinpoche. I will see you Kinche, Thank you, Kinche Rinpoche. Rinpoche. Chala Oh, Jaya. thank Thank you. you, Thank you. Lisa. I will see you next Saturday. Thank you. Bye-bye.